Hôm nay tôi sẽ làm cá mập trắng, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, tôi là một con cá mập. Một con cá mập trắng. Tôi là loài ăn thịt lớn nhất còn tồn tại. Nhìn lớn mà đúng không? Tôi nghĩ là lớn á. Tôi có thể ăn nhiều loài động vật biển ở đây mà. Có thể là cá chim biển này, nói chung là tùm lum hết á. Còn đây là địa bàn của tôi này. Nhìn thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Nó cũng là môi trường biển bình thường thôi. Ở còn con cá mập ớt ơ này đâu ra vậy? Tại sao nó lại ở đây thế nhờ? Có bao giờ thấy nó đâu ta? Mà thôi kệ đi, qua chơi cũng được. Chứ tôi cô đơn lắm anh em ạ. Anh em biết lý do tại sao tôi chọn cái này là địa bàn của tôi không? Đây, chính là cái hang này đây. Cái hang này mà tôi dùng để ẩn nấu phải gọi là tuyệt vời. Đấy, anh em có thể thấy tôi mà núp trong đây là như ninja sương mù vậy đấy. Con mồi mà đi ngang qua là chỉ có đi bán muối thôi. Không biết tại sao tôi lại nói câu đó luôn. Tính ra cái chỗ tôi ở là hơi bị gần bờ biển luôn ấy. Ở gần với con người nữa anh em ạ, khá là nguy hiểm cho tôi. Tại vì theo như tôi thấy là những vụ cá mập tấn công con người còn ít hơn gấp mấy lần những vụ con người săn bắn cá mập. Thôi phắn thôi nào, nói cho anh em biết tí về chỗ của tôi vậy thôi. Nói nãy giờ cũng đói rồi anh em ạ. Sáng giờ chưa ăn gì, đi kiếm tí cá ăn thôi. Có vẻ hôm nay hơi ít cá nha. Không lẽ con cá mập kia ăn hết của tôi rồi ta? Đây, chúng ta thấy một con cá ở đây. Ăn thôi. Sao cạp hụt nha. Con này bơi nhanh phết chứ. Holy moly man, hay là do tôi ngu ta? Cạp không trúng. Mày chạy nữa coi. Ui, nó chạy thật luôn rồi. Chạy nữa coi. Trời, nó vẫn còn chạy. Vô lý. Mà con cá này lương lẹo thế nhỉ? Thôi ăn con cá khác vậy. Rồi chạy hộ luôn. Sao mà chạy được nữa? Uầy, cũng khá là ngon đấy. Mày xạo con. Được, buổi sáng như thế này là được. Chạy đi đâu nữa, mình lương hộ tao một cái luôn. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà? Chắc không sao đâu nhờ. Chắc này nó chỉ nằm nghỉ tí thôi anh em ạ. Cái gì đây trời? Cái heo đi vô địa bàn là sao? Mày đi vô địa bàn thì mày đi đi con. Chắc đi lên bờ luôn rồi anh em ạ. Nữa, lại nữa. Đi cút ra chỗ khác. Không đi vô địa bàn của bố mày. Mà sao lạ ha, tự nhiên mấy con cá heo lại xuất hiện trong địa bàn của tôi. Có bao giờ nó xuất hiện trong địa bàn của tôi đâu mà giờ hôm nay nó lại xuất hiện. Vô lý thế. Nói chung là mấy con cá nhỏ chỉ là xỉa răng tôi thôi anh em ạ. Tôi phải ăn những con lớn hơn như mấy con cá heo này. Đấy, này thì cá heo với chúng tôi này. Tôi phải ăn thêm mấy con nữa nó mới đủ calo cho bữa sáng anh em ạ. Uầy, nguyên cá đàn luôn. Thời tới cản không kịp. Cạn không kịp thiệt chứ. A few moments later. Đấy, nói chung là buổi sáng hôm nay là quá đủ rồi anh em ạ. Quá dư calo. Trong ngày tôi là chỉ có ăn, ngủ thế thôi. Later that same evening. Đi kiếm ăn tí thôi nào. Sao hôm nay ít cá thế nhỉ? Đúng hai con ạ. Ít cá đến nỗi mà tôi nhìn rác mà tôi tưởng cá đấy. Ăn nhầm khá là nhiều rác luôn đấy. Sợ thật sự luôn ấy. Kiểu này là tôi phải đi qua tìm mấy con cá heo nữa rồi. Ui, vẫn không thấy một con cá heo đâu cả. Holy moly man. Chắc là tôi phải đi qua vùng khác rồi. Tôi sẽ tới cái vùng của mấy thằng bạn cá mập của tôi để kiếm ăn thử coi. Chứ tôi không có chịu đói đâu. Đi thôi nào. Ui, có con này to vậy mà không ăn được anh em ạ. Tiếc thế nha. Thôi đi tiếp này. Cứ mỗi lần tôi đi qua đây là tôi nghe cái tiếng động này. Không biết là con gì ở dưới đó. Chắc từ lúc đầu đến giờ anh em chưa biết kẻ thù tự nhiên của tôi là con gì đúng không? Đây, đó chính là con này đây. Cá voi sát thủ. Nó được cái thông minh này, đi săn bầy đàn này, đi săn giỏi này. Ngoài mấy cái đó ra nó không được cái gì hết á. Không có cái gì hơn tôi đó. Nói chung là đừng có đụng đến mấy con này là ok. Tôi phải phắn lẹ đây. Tôi đã đến chỗ mấy thằng bạn của tôi đây. Nhưng mà mấy thằng này là cá mập búa anh em ạ. Chứ không phải cá mập trắng như tôi đâu. Mà thôi kệ, qua coi kiếm ăn cũng được. Nhưng mà sao kỳ ta, tôi chả thấy một con cá nào ở đây đã. Bên đây cũng chắc chắn có chuyện gì rồi. Để tôi hỏi mấy thằng này thử coi. Ôi tụi mày ổn chứ? Ổn cái đồ. Sao thế, có chuyện gì à? Dạo gần đây thức ăn khan hiếm vậy. Sáng giờ đói nhăn răng luôn. Ăn nhầm toàn rác thôi mè. Bực thực sự luôn ấy. Nhưng mà mày qua đây chi vậy? Tao qua tao tính xin. Mà thôi. Thế tụi mày có tính đi kiếm ăn không? Sáng giờ tụi tao đã ăn được gì đâu. Không đi nổi đâu. Thế thì tao đi một mình vậy. Chịu rồi anh em ạ. Không biết cái nguyên nhân gì mà lũ cá nó đi đâu hết rồi nhờ. Không thể tin được. Tao đi qua cái vùng bên đây luôn rồi mà vẫn không có. Không lẽ bọn tôi ăn nhiều quá bọn nó đẻ không kịp? Chắc không phải đâu. Lạ thật sự luôn ấy. Chắc là tôi phải đi tiếp thôi chứ. Many hours later. Tôi đi khá là xa rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn không thấy một con cá đâu cả. Nhưng mà tôi đã tới chỗ con người rồi anh em ạ. Hiện tại tôi đang rất là đói. Tôi không thể đi tiếp được nữa rồi. Bắt buộc phải chơi con người thôi. Mày xạo. Ôi, rơi xuống. Rồi sao? Đi. Hồi nãy là tôi nghe tiếng cano thì phải. Mà nó đâu nhờ? Đậu xanh. Nè. Coi nè. Mày xạo này.
Ui, có mấy người đấy. Chạy, sao mà chạy được. Chạy đi. Chạy hộ con cái. Ui, ui, lăn xuống, lẹ, hết oxy, đâu xanh. Ok luôn. Mày xạo này, chạy sao mà được. Chạy trên bờ cũng chưa chắc đã sống đâu. Thuyền nè. Thuyền nè. Ui dồi, tôi bay cao thế nhỉ. Mày xạo con, let's go baby. Nói chung là tôi khá là khỏe luôn đấy anh em à. À, chạy cano. Tới công chuyện luôn. Rồi rồi, xong xong. Mày xạo con. Let's go. Tới công chuyện còn gì nữa. Đâu rồi. Lụm liền. À, chơi luôn này. Có này. Mày xạo. Nghĩ lên bờ là mày sống này. Sống sao mày sống được. Xuống lẹ. Lẹ. Mày cano. Ui, máy bay. Không biết liệu tôi có thể bay lên máy bay được không nhỉ. Ui, không được. Ui, no. Xuống. À, what's up nè. Mày tưởng tao không ăn mày á. Ui, có người bơi ra kìa. Tắm nè. Tao đẩy tụi mày lên bờ giùm cho. Tắm nữa đi. Trời ơi. Xuống. À, nói chung là tôi cũng đã ăn no nê rồi anh em ạ. Ô, cái vùng nước gì đấy? Cái vùng nước này bị ô nhiễm rồi anh em ạ. Hồi nãy tôi đi ngang qua không đi, tại vì tôi đói quá anh em ạ. Nếu mà có một vùng ô nhiễm như thế này, chắc chắn là có nhiều vùng khác bị ô nhiễm. Đây chính là lý do thức ăn của bọn tôi biến mất. Tôi vô cái vùng này còn thở oxy. Nói chi mấy con cá nhỏ. Tôi phải về báo với anh em ngay thôi. Tất cả là do con người làm ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chúng tôi. Ơ kìa. Anh em sao lại đánh nhau thế nhờ. Mọi người nghe này. Nghe. Mọi người nghe này. Dạo này không có thức ăn là do con người, chứ không phải là do chúng ta ăn nhiều quá đâu. Là do con người làm ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến thức ăn của chúng ta. Chúng ta phải trả thù con người. Và tiện thể ăn tí luôn. Đi thôi nào. Đây, chúng ta tới chỗ của con người rồi đây. Chúng ta phải cho con người biết thế nào là lễ độ. Dám làm ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của chúng ta à? Ờ, nhưng mà hơi lạ nha. Có cảnh sát luôn kìa. Có vẻ là nơi này bị phong tỏa rồi anh em ạ. Có máy bay trực thăng của cảnh sát luôn kìa. Ôi, có thuyền luôn kìa. Tôi nghĩ là tôi phải di chuyển qua chỗ khác rồi. Đi lên đây ship một chút xíu thử coi sao. Ôi, tôi nghĩ là chỗ nào cũng bị bao vây hết rồi anh em ạ. Toàn là cảnh sát không thôi. Đúng. À, cảnh sát của chúng tôi này. Bay bay. Ui, không tới rồi. Bay bay. Ui, không tới. Bay bay. Ui. À, chạy. Chạy xe sao mà chạy được. Lắm. Tôi nghĩ là tôi phải xử mấy chiếc máy bay rồi. Ui. Mày. Ui. Ui. Mấy đồng đội tôi gánh hết rồi anh em ạ. Chả thấy máy bay nào cả. Mày, let's go. Rút cuộc tung rất hữu ích. Ui. Tem tôi nhảy lên luôn kìa. Rơi rồi rồi, xong rồi. Rơi xuống là xong rồi. Rơi xuống là đi rồi. Trời ơi, coi kìa. Chạy sao được mà chạy nữa hả. Chạy bằng niềm tin à. Mày không tới được coi. Không tới được coi. Ừ, không tới thiệt. Ôi, đừng có lên. Đó, xuống này. Ui, xe tăng nó bắn kinh khủng thật sự luôn ấy. Mà tôi chả làm gì được cả. Thôi rồi, tôi phải xử lý được cái chiếc máy bay này tôi mới chịu. Ừ, let's go. Này thì máy bay với chúng tôi. Ui, xe tăng nó không lao xuống đi nước luôn rồi anh em ạ. Tao canh mày lâu lắm rồi đấy nha. Let's go. Mày nãy giờ bắn anh em tao. Tôi nghĩ là càng đánh là chúng tôi sẽ càng bị thiệt thôi anh em ạ. Tôi cần một thứ gì đó to lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Oh my god, đây không phải là Mega London trong truyền thuyết sao? Kinh khủng thật sự. Oh my god. Được thật sự luôn ấy. Nhìn kìa, này thì quân đội tuổi luôn nha. Mày xạo. Một mình Mega London làm hết rồi anh em ạ. Không ai có thể ngăn cản được cả. Oh my god. Ui, nhảy kìa. Let's go. Mày xạo con. Máy bay quân đội này. Con máy bay quân đội này. Này thì máy bay quân sự này. Let's go. Oh my god. Bố lao bố liệt. Mày. Wow. Chắc con người cũng đã nhận ra được bài học thích đáng rồi anh em ạ. Và đấy là tôi khi làm cá mập trắng. Hẹn gặp lại anh em vào những tập tiếp theo.